Trung thu là thời khắc đoàn viên, mọi người chỉ mong là cả gia đình được đoàn tụ bên nhau, cùng ngồi uống trà, ăn bánh và ngắm trăng. Nhưng với những tù nhân đang thi hành án ở trại giam thì đây là một ước mơ xa vời. Họ đã đích thân làm những chiếc bánh trung thu thơm ngon để gửi lời chúc phúc đoàn viên đến các gia đình. Một phạm nhân đang thi hành án trong đây cũng cho biết, nhưng câu hỏi này có thể học tập làm bánh, để khi ra tù còn có thể tự mở quầy để bán bánh. Tuy là bánh được làm từ trong nhà tù, nhưng nguyên vật liệu thì hoàn toàn không thua các chỗ khác. Dù là bánh hành thơm kiểu đài, bánh cà ri đều nhìn rất đẹp mắt và thơm ngon vô cùng. Mùa Trung Thu là thời gian mà mọi người hay nướng thịt, ăn hải sản. Năm nay, phía Ủy ban Ngư nghiệp Tô Áo thuộc huyện Nghi Lan đã cho đa mắt sản phẩm hộp quà gồm tôm thẻ trừng trắng, mực và cá mục nắng vân vân. Ông Thái Nguyên Long, chủ nhiệm Ủy ban Ngư nghiệp Tô Áo cho hay, nếu so với năm ngoái thì sản lượng thu hoạch hải sản năm nay ít hơn một nửa. Nhưng chúng tôi vẫn bán học quà với giá của năm ngoái. Đây gần như là giá vốn. Mỗi hộp hải sản có giá gốc là 1.680 tệ. Nếu đặt mua trước thì chỉ có 1.480 tệ. Số lượng có hạn là 1.500 hộp, thu hút được khá nhiều sự quan tâm của người dân.